Vous voyez, vous voyez. Oui.
Good morning. One ticket, please. Ba người lớn, một bé nhỏ. Good morning. Tới luôn. Trước khi biểu diễn, chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị một lần nữa. Khi vào tham quan thảo cầm viên, quý vị đang vui chơi trong khuôn viên hoặc là ngồi xem hát trước sân khấu. Đề nghị tất cả quý vị nên cẩn thận giữ gìn phục dụng tư trang của mình, đề phòng kẻ gian ra trộm và móc túi. Thank you.
phần quà đơn giản thôi. Đi đâu vậy? Chưa có thi đi đâu vậy? Nhớ vậy được rồi. Chỉ có một phút mà thôi nha. Mấy cái bộ ra này từ từ thôi. Đi xuống tới họ ở một cái trại 120 cuối một giờ nha. Sẵn sàng chưa các bạn ơi? Ủa đi đâu vậy các bạn? Trời ơi, ghê chị nha. Bạn sẽ chạm bây giờ à. Và thử thách đi tìm có báo đồ đề. Вот если бы он просто молчал, насколько бы здесь было лучше. Come on.
Бедный кот. Thấy chưa? Ba đi tới cái khu của nó đã. Đi. Nó ngủ rồi, ban ngày nó ngủ. Tối nó mới đi kiếm em. Cái đi măm măm. Ơi có con ngủ rồi mẹ. Nó nằm kìa.
Вот так выглядит современный концлагерь для животных. Камера размером 2 на 2, двор для прогулок размером 6 на 6. Возможности укрыться в тени практически нет. Какие-то дебилы стоят за оградой и постоянно чем-то в тебя кидаются. И орут. Особенно дети. И дурацкая нестихающая музыка. Животные, правда, не с той стороны ограды находятся. Thank you.
giraffe is so cute. Yeah, it's really big. And it's got a long neck. Càng quẹo lên. Gấu trắng không? Cá sấu. Cá sấu. Trời ơi, cá sấu dễ hả? Thiệt. Thiệt đâu, nó có lưỡi đâu anh nhận.
vậy? Сейчас кого-то точно плюнет. Thank you.